quán mình có bán bánh gì ăn không? Bánh hả? Thì không, quán không có bán bánh. Anh đói bụng phải không? Hôm ấy đi ra đầu hẻm đi, có bún bò, phở với bánh canh đồ ngon lắm. Còn không, để tôi chạy ra tôi kêu cho. Thôi. Trời ơi, nhưng mà chạy ra mấy quán ngoài ăn này nấu gì nữa. Nhưng mà ra mấy quán ngoài thôi, tôi ra ngoài tôi ăn, rồi tôi uống cà phê ngoài luôn. Tại vì nè, tôi là biết cà phê đấy là ngon, tôi thích uống cà phê ở đây. Thì tôi muốn nếu mà có bánh trái gì ăn nữa thì nó ngon. Mà tôi nói thiệt đó nghe, chị có muốn làm giàu không vậy? Thôi, muốn chứ. Trời ơi, tôi nói thiệt chị, chị muốn làm giàu thì chị phải biết chịu đầu tư, phải bỏ vốn, phải bán thêm những cái mặt hàng khác thì nó mới thu hút được khách hàng chứ. Mà chứ đây tôi chỉ cho coi cái này nè. Chị thấy cái chỗ này nó trống không? Trống gì? Đựng cà phê mà trống gì? Bây giờ tôi hỏi ha, bây giờ quán chị là bán cái gì? Cà phê. Bán cà phê vậy chi chưng cái này chi? Ai không biết chị bán cà phê mà chị còn chưng cà phê? Trời đất ơi, cái chỗ này nghe, cái tủ này nè là chị phải bán bánh, bánh ngọt, bánh để ăn vặt, chứng đầy cái tủ này hết. Trời ơi, nhìn nó mới hấp dẫn. Ha, sao tôi nghĩ ra ta? Trời ơi, tôi nói thiệt cái chuyện nha, cái thời buổi này người ta là kinh doanh, phải bán đủ thứ đồ vô thì mới thu hút được khách hàng. Tôi nói thiệt, người ta giàu thì người ta phải tìm cách nào đó để mà giàu thêm. Còn chị á, mà cứ kiểu buôn bán như vậy hoài thì chỉ là an phận thôi. Nó cứ như vậy hoài, không bao giờ mà khá lên nổi. Thôi. À, tôi tính tiền cà phê nè, tôi về. Dạ, bao nhiêu vậy? 20. 20 thôi. Mà tôi nói thiệt nha, cái quán này nè, tôi thích cái quán này vì cái gì? Nó vừa đẹp, nó vừa đẹp mà cà phê nó vừa ngon nữa. Quá trời ủ mà không có đó, mà chị cũng đẹp nữa. Quán đẹp mà chủ quán cũng đẹp nữa. Uống gì đâu luôn á. Đây, đây. Cái tay mà nhìn thấy thôi là thấy cũng thấy đẹp mà. Thôi ơi, tôi nói thiệt nha, cái tay này nè, cái tay này là tay kiếm tiền, cái tay làm giàu. Vậy ha anh? Trời ơi, mà không biết làm để mà tận dụng những cái đó của mình thì thôi tính tiền đi. Chắc chưa? À chắc. Tiếc quá. Quán đẹp, cà phê đẹp, ít cà phê ngon mà chủ ngon, thiếu bánh. Hey, mong thương, ngồi xuống đây, hộp. Gì? Khoan dẹp. Cái gì vậy? Mấy em hộp cái. Ông có cảm thấy quán mình thiếu gì không? Thiếu gì? Đầy đủ rồi, bao nhiêu năm nay có thiếu gì đâu. Bởi vậy nói thiệt á, cái đầu của ông á, ông có tư duy làm giàu. Nói người vậy ta là sao? Giàu á là người ta phải tính cái cách gì đó để người ta giàu hơn nữa. Trời ơi, em nghĩ ông muốn bằng lòng với chính mình không ạ? Bằng lòng gì? Cái cà phê này là chuyện nhỏ, em quên nghề chính của anh à, phù thủy tái chế. Dẹp nghề tào lao đó của ông đi. Nghề gì kỳ cục. Sắp tới em sẽ nghĩ ra kế hoạch để phát triển cái quán tiên thường này của mình phải đi xa hơn nữa. Là gì? Em sẽ làm thêm một món. Món gì? Bánh. Bánh? Bánh do chính tay em làm. Khi phố nhỏ em đềm chìm dần trong đêm. Hey. Lành bước chân. Bánh nóng hổi mới ra lò luôn. Trời ơi, em làm gì mà lấm lem vậy? Làm bánh. Hả? Em làm bánh được hả? Trời ơi, tiên xa em không ra tay thôi. Ra tay một cái hả, ngang ngửi với đầu bếp năm sao chứ không giỡn luôn nha. Ăn thử đi anh. Ngon quá, anh ăn nha. Thơm quá. Sao không thương? Cái gì vậy? Có nghẹn hả? Trời ơi, súng. Chết rồi. Cái bánh này nó bị khô rồi. Thất bại quá. Em phải làm lại cái khác mới được. Không,
khỏi khỏi. Được rồi, khỏi làm, khỏi làm. Anh ăn thử bánh này đi. Hả? Bánh này là bánh chanh đó. Lấy vậy thôi nha. Ừ. Ngon 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 ngon. Dạ. 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 Chua quá vậy. Chua quá hả? Chua quá à. Chua dữ vậy. Dạ. Trời ơi, đáng lý ra là em làm cái này là bánh cam mà à. Tại vì sáng ra chợ cam mắc quá nên lấy bún chứ chanh em nặng vô đại. Chết rồi, chết rồi, thất bại quá. Em quyết tâm rồi, em phải sửa lại. Em ơi, không ấy anh thấy vậy nè, cái dự án á, bán bánh mình vẫn giữ, nhưng bây giờ mình không làm bánh nữa mà mình chuyển qua mình đặt bánh của người khác, mình mua đi bán lại thôi. Thôi, tự nhiên cho người ta ăn vậy, mình phải lấy công làm lời chứ. Quyết định rồi, em phải làm bánh khác. Trời ơi, sao tôi khổ vậy trời. Thà đánh đập tôi, thà mắng chửi tôi chịu được, cho tôi ăn bánh. Bánh gì bánh chanh. Trời ơi, từ đó giờ tôi có bánh cam rồi, phải ăn bánh chanh luôn. Trời ơi, chết nhỏ luôn rồi. Bánh mới. Bánh mới nữa hả? Em làm nãy giờ đó, anh ăn thử đi. Không ấy, để từ từ anh ăn được không? Bữa nay anh no quá à. Ăn thử đi mà. Sao nhìn nó kỳ kỳ á. Kỳ kỳ đây sao? Ý ông lại gì? Cảm giác anh hơi bị bất an. Bất an gì? Ăn đại đi. Ngon không? Ngon. Ngon. Ngon mà sao mặt méo xẹo vậy? Không phải, tại vì anh ăn á, anh nhớ là kỷ niệm hồi xưa. Ngày xưa lúc bà nội còn sống cho ăn bánh này á. Trời ơi, vậy là em thành công rồi. Lát nữa em sẽ nghiên cứu, em sẽ làm thêm bánh quay vạt nè, bánh đậu xanh nè, bánh thục linh nè, bánh men nè, bánh lũ tai heo nè. Em sẽ làm hết. Tối nay anh sẽ được ăn bánh đã đời luôn. Chờ em nghe. Chết cha, giờ sao ta? Trời ơi, ăn hết dĩa bánh này chắc đi cấp cứu quá. Hay là mình dục rồi bả ra bả biết chết mình luôn. Ê, dạ Thiên Tài, đi đâu đó? Em đang đi kiếm đồ ăn. Ngồi xuống, ngồi xuống. Đó, ăn bánh đi. Anh cho em hả? Ừ, bánh ngon lắm, ăn đi. Ăn được không vậy ta? Ừ, anh giỡn hoài, bánh mà sao không ăn được, ngon lắm á, đem về ăn đi. Phải mang liền đây hả? Thôi 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 thôi, đem về nhà ăn. Ăn đây á, vợ anh thấy rớt lâm vợ anh la. Hiểu không? Ừ, mà nhiều quá thôi, em để lại ít cho anh nha. Không không, em cứ cầm về. Kéo áo ra, kéo áo ra. Đó, đó, đổ này nè. Đó, đem về nhà ăn đi. Ừ, ừ. Trời, cảm ơn anh. Ừ, không có chuyện, ăn đi. Mình đúng là chỉ có mộng thường mới nghĩ ra được mấy chiêu này thôi. Chết rồi, giờ sao ta? Có cách nào mà làm cho bánh nó không chín không? Ê, chết cha, không được. Bánh không chín ăn sình bụng chết sao? Vậy bây giờ có cách nào mà mình không ăn bánh không ta? Hay da. Anh thử. Chết. Rồi nó qua mắng vốn hả trời. À, Thiên Tài à, nếu bánh ăn không được á thì ngon. Được, ổn. Anh còn không cho em xin với? Hả? Em ăn ngon hả? Ờ. Thằng này vui lạ trời. À, còn không? Hết rồi em ơi. Hết hả? Thôi vậy em về. Ê, khoan 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 nghe. Bây giờ em về, chút xíu có bánh, anh nhá cái em chạy qua. Nhớ nha. Ừ, ừ. Em qua liền á. Ừ, cảm ơn anh, cảm ơn. Ừ.
bánh mới ra lò. Bánh nữa hả? Anh no quá, anh ăn không nổi. No cái gì, ăn thử với mẹ em đi. Em đổ công đổ sức em sáng tạo ra loại bánh này đó. Ăn cái rồi nha. Ăn đi. Ngon ngon. Sao sao? Sao sao? Nói biết coi. Cay quá. Cay hả? Làm gì cay dữ vậy? Bánh này bánh gì vậy? Bánh này mới sáng tạo á. Bánh sạch tế. Trời ơi, bánh sạch tế ăn sao ăn? Trời ơi, mình phải nghiên cứu nhiều công thức để mình sáng tạo nhiều loại bánh lạ chứ. Cái này á là bánh em làm cấp độ 7 đó. Trời ơi, anh đâu biết ăn cay đâu làm cấp độ 7. Giỡn không ơi? Nhiều cấp độ lắm nhưng mà cấp độ này là cấp độ thấp nhất rồi đó. Gì hết hà với thấy ghê quá. Cay quá. Mai em sẽ sáng tạo ra một loại bánh nữa cho. Trời ơi. Nha. Giờ vô làm liền luôn, làm liền luôn nha. Trời ơi. Với một đồ thiếu dầu ăn. Mua mẹ em chai dầu ăn đi. Anh đi liền, anh đi liền, anh đi liền, anh đi liền, anh đi liền. Ê, cầm theo dĩa bánh ăn đi nè. Không này. Cay lắm hả ta? Chị. Gì dạ? Anh mộng thường đâu rồi? Mộng thường đi mua đồ ông chị ơi, kiếm ông chi vậy? À, tại ông nói em qua lấy bánh. Ông nói em qua lấy bánh. Dạ. Ủa, phải dĩa này không? Ông kêu em qua lấy dĩa này hả? Ừ, chắc vậy. Tại vì biết sao không? Hôm qua ông cho em dĩa bánh, về em chưa kịp ăn nữa, chuột dán kiến nó bu lại, nó ăn. Sáng dậy chết sạch, cứng đơ. Em hốt mớ dục, nhà sạch bách luôn. Cái gì? Bánh của tao làm mà mày lấy mày về chuột diệt dán hả? Gì? Bánh chị làm hả? Chứ còn gì nữa. Chết cha. Mộng thường chết. Chỗ chết. Chết rồi. Mộng thường ăn bánh. Mộng bé không có sao không nữa. Và tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu ta ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế nhưng